Trời. Phá gì đó. Rêu đó bọc đầy à. Phải clean đó hả? Ồ, một tháng hai tháng mình phải clean một lần. Nhất là mùa này mùa nắng á, rêu mọc đầy nhiều lắm. Ai mà có biết rành về mà cái vụ mà rong rêu á, cái gì chỉ cho Lộc với Loan nghe. Làm sao cái đường mọc rêu nhiều quá. Mệt quá. Mệt quá. Cái bên chỗ cũ. Hồ mình đó, đó view nè. Ôi. Wow. Trời mà càng nắng rêu nó càng dữ. Con lượm luôn mấy cái lá vàng vàng nó bỏ vô luôn nha con. Có bữa mẹ chui ra rồi lượm sao mày đứng dậy không được. Qua lại không có gì bám mày đứng dậy tao kêu hắn nói nó ba nắng cái mày không đứng dậy được. Con kẹt này nè. Nhíu không. Con sắp sửa đứng dậy được. Không có gì bám được. Ừ đạp cái đá đó coi chừng nó tuột á té đó nha. Mà mình mà gắn cái máy lọc mà mạnh á, thì nó hao điện dữ. Không, cái máy mình là lọc là mạnh lắm rồi đó. Mạnh nhất á. Không, tại sao rong đi. Tại vì mà sao chắc có nhiều chỗ không có rong làm sao vậy? Không hiểu. Nó rải cái gì nó clean up mỗi ngày. À, mấy cái chỗ mà clean up mỗi ngày. Mấy chỗ đó là nó. Nếu mà ai xem video này mà có những cái bí quyết à. Về mà không có chống rêu nè. Chống rêu á, chỉ Lộc với Lo, với nhà. Cá này nay lớn quá trời. Ủa sao anh chưa tắt nước hả? Nó kêu kìa. Phải clean vô trong cái ruột mà luôn nữa nè. Đó. Có mấy giống mấy con gì anh ơi? Mấy con ốc á. Mấy ngốc nhỏ nhỏ hả? Đó, phải ấy trong đây luôn. Kệ đó. Dạ. Cái hồ cá đẹp á là phải mình phải clean. Thấy bộ mặt thật của nó nè. Đó. Hồi đó em lấy bằng chải em chà không? Bằng chải chà thì nó không ra đâu. Cái này nè. Ừ, có cái đồ sủn nó đỡ. Cá lên luôn. Giờ mình phải đi đây nè. Có rồi. Xuống đi rồi tính. Tính đường lên chứ. Ngồi chùm hổm tướng đẹp quá à. Bây giờ làm này xong rồi tắm mưa luôn á. Ở dưới đây trơn á. Ừ, râm mà. Cái đó là cái gì vậy? Áo hồng đứng kế bên cái xe màu cam nổi thiệt nổi vậy đó. Ôi, anh có đó cạo đảo quá. Ờ, nhờ hôm bữa làm cái vách tường của cây quơ đó mới phát hiện được. Bỏ vô bao. Biết làm không đó mà đứng làm nhờ, chui chui. À, rải muối nhưng mà đỡ chút xíu thôi. Không biết mình rải muối vậy nó có đỡ đống rêu không ha. Mình sợ cá nó bị muối mặn quá, không biết có sao không. Rải xong mình nếm hả? Mình mới biết vừa đủ. Ủa, hồi nãy thấy Bảo Lộc làm sao về tới Hồng Loan vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm để tôi lại lắc nhiều ăn ra thế. Cầm đi sợ hai đứa nó lọt ở dưới thành hai con cá mập. Đùng bùng á là mặt nạ tốt không, cái bùng này đắp được không ta? Tại nó xuống này là chắc bùng được lên đã đó nè. Tối rồi tới sáng luôn. Bữa nay ăn cơm với lại trứng muối hấp với nấm với bún tàu với lại giá hẹ xào quýt quýt heo. Oh my god. Thấy không? Quý vị thấy thấy đẹp vậy chứ cực lắm. Ai làm nổi thì ai mà có làm nổi thì hãy làm hồ cá còn mấy thôi. Nên giờ đi không có làm nổi đâu. Mà càng xuyên thì nó mới đẹp. Càng xuyên là càng đẹp. Một tấm thành nó nhỏ vậy đó, rồi không cần máy hút không cần cái đó dễ lắm. Tất cả sạch quá rồi. Nói hồn mà. Hú hồn. Mà vợ đó ông làm gì ở nhà, ông còn chán rồi bắt ông nghỉ cuộc, ông chán. Rồi không, chỗ này rồi cá không? Dạ rồi. Không. Nãy nó đen thui rồi bây giờ nó trắng muốt rồi nè. À. Sạch sẽ. Mát mẻ. Khoai được 1 tháng 2 tháng. Ủa Linh, con ăn gì đó? Con cơm với trứng à? Ở đâu có trứng ngon vậy ta? Ai làm cho con vậy? À. Hiếu mập à. Trời thấy chưa? Hồ Dê với Maria để làm công chuyện rồi có người take care giùm con nữa nè, sướng quá rồi. Mẹ, mẹ đó mẹ mà. Mẹ với ba là Maria với Hồ Dê đó. Clean up cái hồ cá ngoài kia lên ra coi không? Lao động xong rồi vô là có đồ ăn liền ha. Dạ. Yeah. À. Hẹ với quýt ha. Món này cũng hấp dẫn lắm. Nếu vậy lên coi chừng con chụp. Cứu. Ủa mà ở đâu các con nhiều ha. Con bắt nó đi lên. Cái này đâu phải cá con. Cái này là con cá. Đó kìa. Gì mà sợ vậy Linh, con cá thôi mà. Ồ, nhiều khi con cá mẹ nó đẻ ra cá con á Linh. Vớt nó dễ dính lắm á. Linh tắm rồi nha, bà ngoại đừng tắm Linh nữa nha. Nay nó nhiều quá rồi, cái cây này nè. Nó đầy hết hồ cá. Quá trời luôn, nãy nó cắn không? Phải lưới cái này nè, không thôi mấy con bo sầm á. Nó lợi, nó bắt. Nước nó bơm từ cái bơm này lên trên, xong nó ào xuống. Trong vòng khoảng 1 phút 2 phút nước đã dâng lên, nước đã tràn à. Nước nó sẽ chạy một chút xíu thì nó sẽ trong lại, tại vì nãy giờ mình đứng dưới đó, mình làm nó quấy cái hồ đó, chút nó sẽ trong lại. Rồi, đói bụng, vô ăn cơm. Ờ.
rồi, để đó, để cho nó đầy. Đây, trứng hấp đây. Ngon quá. Ăn với nước mắm nữa là hết sảy. Này là giá xào mẹ quý. Nhà này ăn rau luôn, còn khủng khiếp lắm. Ngày nào cũng một nồi rau vậy đó. Hello, xin kính chào quý vị. Chuẩn bị đi làm trở lại rồi cho nên phải Loan với Lộc phải clean cái hồ cá cho nên nó sạch sẽ. Thường thì là cứ mỗi tháng là mình phải làm một lần. Mỗi lần làm mệt chứ sợ luôn. Không biết mọi người có cái cách nào mà để mình giữ cho cái hồ nó không có bị đóng rong rêu nhiều ha. Có gì chỉ Loan Lộc biết. Thì người ta cũng chỉ kêu mình là mình bỏ cái thuốc nhưng mà sợ thuốc chết với cá. Muối thì cũng chỉ bỏ một chút thôi là chứ không bỏ nhiều. Mà sợ cá chết đó, cho nên cũng không có dám. Mỗi lần mà có một con cá bị chết là ở nhà buồn. Cũng buồn. Tại vì mình nuôi lâu mình cũng thương nó lắm. Như hôm qua đó, Hồng Loan cũng có thông báo đến tất cả quý vị là bởi vì là Loan với Lộc đã trở lại với công việc rồi. Cho nên cái thời gian mà mình đưa cái vlog của mình lên đó, nó sẽ đổi là buổi sáng ở California là 7:30 sáng, giờ của New York là 10:30 và giờ của Houston là 9:30 sáng. Riêng giờ ở Việt Nam hiện bây giờ là 9:30 tối nha quý vị. Mình hơi có thay đổi chút xíu và mong là quý vị vẫn dành thời gian để mà chia sẻ những cái vlog của Loan và Lộc. Loan và Lộc dù đi làm lại nhưng mà hiện giờ mình cũng vẫn cố gắng mình giữ mỗi ngày, cho đến lúc nào mà cảm thấy bận rộn quá thì xin phép quý vị để mình giảm bớt từ từ. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn mỗi ngày nha quý vị nha. Thưa quý vị, và bây giờ Hồng Loan xin phép được update cái tình hình bệnh của Mỹ. Ca bệnh là 1.706.226 người bệnh, số người mất đi là 99.805 và số người recover là 464.670. Như vậy là recover được gần 13.000 người. Thôi, ngày nào mà cũng có người được chữa khỏi như vậy là đủ mừng rồi. Cũng kết quả thì mình thấy cũng cũng khả quan ha. Và quý vị có biết không, 3 ngày vừa qua đó là một cái long weekend ở nước Mỹ thì tất cả khắp nơi đổ ra ngoài đường để mà đi chơi. Quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh ở ngoài biển. Như ngày hôm qua Lộc Loan có đưa quý vị xem ha, ở ngoài biển đông kinh đông khủng kinh luôn khủng. Mà không chỉ California mà hầu hết khắp nước Mỹ là khắp nơi đều đông hết. Và có những nơi mà họ cho mở lại những cái quán bar đó quý vị, cũng quá đông luôn. Cho nên chính phủ ở khắp cả mọi nơi bây giờ họ đang rất là lo sợ cái tình hình mà dịch bệnh có thể gia tăng trong những ngày tới vì tiếp xúc với nhau quá nhiều. Thật sự đi ra ngoài biển thì với cái khí hậu mà trời nắng nóng đó thì theo cái nghiên cứu mới đó thì họ nói là trời nắng nóng thì con virus nó tồn tại trong không khí khoảng 13 phút. Nhưng mà khi mà nó bay trên không trung như vậy thì cũng rất là khó mà lây lan. Chỉ có chúng ta tiếp xúc quá gần nhau thì mới dễ lây bệnh thôi. Thì nếu như chúng ta đi ra ngoài công viên, đi ra park hay đi ra ngoài bãi biển mà chúng ta có đeo mask và giữ khoảng cách thì mình không có sợ lây bệnh. Nhưng mà những cái chỗ mà bar, club và ở bên trong cái bar, tại vì trong bar đó thì họ xài máy lạnh đó. Cái circle của cái không khí nó luân chuyển nằm ở trong đó thôi, nó không có thoát ra ngoài. Nên khi nếu mà có con virus thì nó sẽ chạy vòng vòng ở trong cái nhà cái bar đó. Đó, cho nên người ta rất là lo sợ vấn đề đó. Mà vấn đề thứ hai nữa là khi mình đi vô bar, đi club thì mình uống rượu. Mà thường mà hễ mà uống rượu thì thích ôm nhau rồi I love you rồi này nọ, bạn bè rồi ôm hôn. Mỗi lần có rượu vô thì mình bày tỏ tình cảm mình nó một cách nó sâu sắc hơn, đậm đà hơn thì rất dễ là gần nhau là thứ nhất. Thứ hai là uống rượu vô lúc nào cũng cố gắng nói cho lớn
và nhạc nữa thì mình cũng phải nói cho lớn, rồi mình nói chuyện lớn thì đưa mặt vô gần, đưa mặt vô kê sát nhau nói chuyện, rồi lớn thì cái virus lại dễ lây lan hơn. Cho nên tốt nhất là chúng ta không nên đi bar club. Với lứa tuổi của Loan với Lộc thì không còn đi nữa. quên đi rồi. Ở nhà dưới con rồi, không có còn đi club đi bar gì nữa hết, cho nên không có sợ. Quý vị nha, những người mà có con lớn rồi là cũng rất dễ đi bar đi club, chứ không phải là mình nói cái lứa tuổi không đâu nha. Nhiều khi cái tuổi trẻ của mình thì lại phải lo chăm sóc con nhỏ, thì tới lớn rồi thì mình chơi bù. Nhưng mà cố gắng nha quý vị, đừng đi bar club ở những cái chỗ đông người. Chúng ta có thể đi ra ngoài trời thì ok, nhưng mà mình đeo mask vô để mình bảo vệ sức khỏe cho mình. Cũng chúc mừng cho những cái tiểu bang, chẳng hạn như tiểu bang của Lộc ở thì cũng đã được mở cửa rồi. Cửa một số tiệm thì mình đi mình thấy cảm giác cũng vui lắm. Mà đi cái tinh thần mình đã cảm thấy nó thoải mái hơn. Hôm qua đi lên Fashion Island đó, thì thấy người ta mấy cái quán ăn người ta ngồi trong ăn luôn rồi. Thấy một cái tín hiệu là đáng mừng. Nhưng mà ở Fashion Island thì những quán ăn họ có ngồi ngoài trời á, ngồi ngoài trời nên thấy nó thoáng nên nó cũng đỡ hơn. Rồi bà con đi ngang thấy là cầm cái máy quay á, cầm cái điện thoại quay á, người ta giơ tay chào, giơ tay chào. Mọi người đều cảm thấy hứng khởi. Hứng khởi lắm. Dạ. Tự nhiên sau cơn dịch này mọi người yêu nhau hơn, thương nhau hơn. Cái có một cái khoảng thời gian đó mình thấy nó rất là lạ. Hồi xưa ở Mỹ mà gặp nhau không cần quen biết là cũng hi, how are you, rồi chào, cười nói. Bây giờ mà đi qua ngoài đường mà cứ gặp ai là cứ né, cứ phải cách xa mà cứ cúi gằm mặt mà đi như vậy đó. Rồi mình cảm thấy đó, mình nhớ lại những cái giai đoạn đó thấy cũng kinh khủng ha. Thưa quý vị, có một cái nghiên cứu mới mà nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hy vọng luôn. Có nghĩa là có thể sau cái mùa hè này là cái con virus COVID-19 nó sẽ biến mất. Wow. Thì theo người ta nghiên cứu nó giống như là cái bệnh SARS rồi cái bệnh MERS, mà lúc mà khi mà nó mới bắt đầu nó kinh khủng lắm. Nó làm hại biết bao nhiêu người và cũng rất là nhiều người chết, như quý vị cũng đã biết ha. Hồng Loan còn nhớ cái bệnh SARS hồi đó kinh khủng lắm, mà cũng không tìm ra được thuốc trị cũng như không tìm ra được vaccine luôn. Thì khi mà nó mới bắt đầu nó bùng nổ trong một cái thời gian, nó làm cho ai cũng hoảng sợ hết. Rồi tự nhiên rồi cho đến cái mùa hè bắt đầu thời tiết nóng lên, từ từ nó biến mất luôn. Có nghĩa là người ta chưa kịp chế ra cái vaccine là nó đã mất rồi. Người ta đang nghiên cứu thôi, chưa kịp mà thành công cái vaccine thì nó đã biến mất. Nhớ có một thời gian bên Trung Quốc với là bên Hồng Kông. Hồng Kông đó. Họ đeo mặt nạ suốt luôn. Cái bệnh SARS là bên Hồng Kông đầu tiên đó. Và cái bệnh MERS đó thì nó cũng y chang như vậy luôn. Cho nên hiện tại bây giờ quý vị cũng nghe thấy là ở những cái phòng thí nghiệm họ đang có những cái công trình nghiên cứu về hai cái loại bệnh đó rất là nhiều. Thì đó cũng là một số những cái vaccine mà họ lấy ra để mà họ điều chế lại, để mà thích hợp với con virus corona này. Như vậy thì làm cho mình cũng rất là mừng. Mình hy vọng ha quý vị, nếu mà điều đó xảy ra thật sự mà cái thời tiết nóng của mùa hè nó có thể giết được cái con virus đó, thì không cần thuốc, không cần vaccine, nó giống như là một cái giấc mơ, mà một cái cơn ác mộng, và nó sẽ qua đi, thưa quý vị. Bởi vậy cho nên hiện tại bây giờ ở trường đại học mà Oxford đó, họ cũng đang rất là lo lắng, là bởi vì cái số người bệnh đó được chữa khỏi và nó giảm xuống quá nhiều, thì họ dự định là họ phải thử cái thuốc vaccine trên 100.000 người. Mà bây giờ mà kiếm 100.000 người làm sao kiếm ra cho đủ. Họ kiếm ra không đủ thì họ sợ là cái thí nghiệm của họ chỉ được khoảng 50% thôi. Đó là vấn đề họ lo lắng về cái virus. Nhưng mà nếu mà thật sự nó là như vậy, mà nó giảm xuống một cách nhanh chóng như vậy, thì đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng không cần vaccine nữa. Đó là điều mà mình mong ước là nó sẽ xảy ra, giống như những cái bệnh khác, giống như những cái bệnh virus trước ha quý vị ha. Nếu mà được điều đó thì quá vui luôn rồi. Không có cần đợi cho phải đến như Tổng thống Trump nói là hy vọng là vào tháng 1 là chắc chắn là phải có vaccine, thì chúng ta không cần đợi cho tới thời điểm đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta bớt được cái nỗi lo sợ mà vào mùa đông nó sẽ bùng lên cái dịch lần hai. Thì mình
Cầu trời khấn Phật cho đó là một cái nghiên cứu đúng. Universal Studio ở Orlando đó quý vị, sẽ mở cửa vào đầu tháng 6. À, có nghĩa là an toàn rồi đó quý vị. Có thể đi chơi được, có thể đi công viên, đi coi như là chơi những cái trò chơi của... Coi như của... những cái bạn trẻ thì có cái nơi để mà đi chơi. Đi chơi. Nhưng mà khi mà vào đó thì người ta cũng yêu cầu mình là phải đeo mask. Thì hình như là khoảng đầu tháng 6 đó, đầu 1 tới tháng 6 là họ sẽ bắt đầu mở cửa để cho nhân viên làm việc lại với một số lượng khách chọn lọc của họ thôi. Họ thử nghiệm một thời gian ngắn rồi sau đó họ mới quyết định là cho quan khách coi như là khách vào như là bình thường, nhưng mà cũng hạn chế cái lượng khách theo quy định là chỉ có 50% khách có thể vào trong công viên thôi. Ở bên Disneyland bên Thượng Hải là như tháng trước họ đã cho mở cửa rồi. Họ đã mở cửa rồi. Dạ, vô thì cũng đeo mask, cũng coi như là an toàn lắm. Và cái Disneyland ở California cũng như là ở bên Florida hả, những nơi khác thì Disneyland vẫn còn im hơi lặng tiếng, chưa có lên tiếng là sẽ mở cửa vào lúc nào. Riêng ở California là họ nói là qua tới năm sau đó. Trời ơi, qua tới năm sau hơi căng ha. Nhưng mà nếu mà cái bệnh nó mà giảm nhiều mà mọi thứ nó đều trở lại bình thường sớm thì họ sẽ có quyết định để mà mở cửa sớm. Cái Disneyland mà ở gần khu Lộc ở đó, cách chỗ Lộc ở thì đi khoảng chừng 15-20 phút. Thì nó nằm ở thành phố Anaheim. Quý vị biết không, cái thành phố Anaheim đó hả, là nhân viên rồi người công nhân người ta làm cho Disneyland rất là nhiều. Ở thành phố rất là khá ha. Coi như là cái thành phố đó là sống nhờ vô cái Disneyland, Đó. Mà bây giờ Disneyland nó ngưng tới năm sau thì cũng hơi khó khăn cho mọi người. Hồng Loan nghe nói là ví dụ như quý vị mà chúng ta mà thu nhập thấp á, mà chúng ta cần xin những cái vấn đề mà về housing rồi này nọ đó, thì chúng ta mà ở Anaheim á là sẽ dễ dàng được approve hơn. Cái thời gian chờ đợi nó cũng ngắn hơn là bởi vì Anaheim là một cái thành phố có cái công có cái Disneyland thì hỗ trợ cho cái kinh tế cho họ rất là nhiều, nên họ có được kinh phí để giúp cho người già, người lớn tuổi nhiều hơn. Mà mỗi lần mà Disneyland mà bắn pháo bông đó quý vị, tối nào ở đây mình cũng nghe đó. Bắn ở đó mà ở đây nghe luôn đó. Bắn pháo bông là mỗi tối đúng mỗi 9 tối, giờ đúng tối là bắn pháo bông nha quý vị. Không nghỉ ngày nào luôn. Mình muốn coi pháo bông cũng dễ lắm, chỉ cần mở cửa sổ ra nhìn nó là thấy pháo bông bắn. Nhưng mà xa lắm, không thấy rõ, nhà Hồng Loan cách hơi xa. Nếu mà quý vị mở Garden Grove ha, rồi còn mở Anaheim là coi như là nghe mỗi ngày. Nhưng mà im hơi lặng tiếng mấy tháng nay rồi. Chắc người ta cũng nhớ tới tiếng tùng đùng buổi tối. Thì có lẽ là nếu mà có thể là Disney Downtown họ sẽ mở cửa trước ha. Mở cửa hy sớm. Vọng, tại vì Disney Downtown nó có những cái nhà hàng ăn rồi những cái hàng quán mà nó riêng ra hết. Nó không có nằm chung. Hôm nào mình chạy lên thử Disney Downtown, thử mình xem coi tình hình coi như thế nào. Disney Downtown vui lắm. Và một cái tin cuối cùng về việc mở cửa nữa, đó là mấy ngày hôm nay thì Tổng thống Trump cũng lên tiếng là nên cho những cái nhà thờ được mở cửa để mà đón mọi người vào để mà làm lễ. Thì riêng ở California đó thì ông thống đốc Newsom ông vẫn chưa cho cái vấn đề đó, thì người ta cũng biểu tình và người ta cũng thư kiện ông rất nhiều. Nhưng có một cuộc thư kiện thì không có thành, là bởi vì ông làm điều đó là để mà bảo vệ sức khỏe cho người dân và ông nghĩ là chưa bảo đảm. Nhưng mà trong ngày hôm qua đó là họ đang có cuộc họp để mà quyết định có cho nhà thờ mở cửa cho giáo dân vào hay là chưa. Thì chắc có lẽ là trong ngày hôm nay News sẽ đưa cho chúng ta biết vấn đề đó, thì Hồng Loan cũng sẽ xem như thế nào và sẽ thông báo đến quý vị sớm ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ở Việt Nam thì những cái chỗ đi hát là đã được mở cửa lại rồi. Wow, sướng quá. Được đi hát, được gặp lại khán giả rồi.
Hồng Loan chia sẻ với quý vị một cái clip vui vui của anh Hữu Châu, là anh bà con của Hồng Loan á. Anh Hữu Châu là con của bác thứ hai, rồi bác thứ hai là tới má ba Thanh Nga đó, rồi bác tư, bác năm và tới ba của Hồng Loan. Anh Hữu Châu là con người thứ hai, thì chia sẻ một chút xíu cái hình ảnh vui cái ngày đầu tiên mà được diễn trên sân khấu và được lãnh cái bầu thơ. Ông diễn xuất diễn over quá. Hai tháng mà được lãnh luôn. Châu ơi, mày làm quá vậy cho. Bực bội là tưởng ai khóc gì là hết hồn với à. Ở Việt Nam á thì cứ mỗi lần mình vừa mới diễn mình diễn là có người vô đưa bao thơ ký tên. Ở Mỹ này thì ít ha. Ở Mỹ chia sẻ quý vị luôn ha, ở Mỹ thì khi mà mình đi show vậy đó, cái mình đi show là xong hết rồi, tối ngày hôm đó tất cả các nghệ sĩ cũng như bầu show sẽ có một bữa ăn tối cùng với nhau, ngồi nói chuyện ăn uống, có thể uống chút rượu chút bia gì đó và lãnh lương. Nhưng mà lâu quá rồi không có được cái cảm giác đó, nhớ quá trời quá đất luôn. Sớm thôi. Sẵn đây thì Lộc cũng cảm ơn quý vị, vì hôm qua có một cái clip á, Lộc đưa lên á, một cái clip hài ngắn của ba Bảo Quốc và cháu Gia Bảo, thì cũng rất nhiều người rất là được hưởng ứng. Thì nghe nói cái câu chuyện đó hình như là có thiệt không em? Câu chuyện đó là có thiệt của ba đó. Ồ dạ. Hôm nào Hồng Loan sẽ nói ba Bảo Quốc chia sẻ về câu chuyện có thật mà nhất quá tam như vậy cho quý vị nghe. Câu chuyện đó xảy ra từ hồi ba còn nhỏ xíu. Ồ dạ. Ồ dạ. Quý vị phải nhớ nha, comment, like, subscribe đi để mà đón xem. Phải subscribe, nhấn cái chuông để mỗi lần mà có cái clip mới là báo cho quý vị, để quý vị vào xem nhiều thông tin hấp dẫn. Rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian để mà cùng tâm sự với Bảo Lộc và Hồng Loan. Xin kính chúc tất cả chúng ta một cái tuần mới đầy năng lượng và nhiều sức khỏe nha quý vị nha. Chúc quý vị lúc nào gia đình cũng êm ấm, yên vui và tràn đầy hạnh phúc.